Tán cây nguyệt quế giống như bạn nha. Hình ảnh các bạn đang nhìn cả cái đống này ạ, là 100 cái cây nguyệt quế mà nhà mình mang về để đóng đi để ship cho khách trong miền Nam ạ. 100 cây đấy ạ. Đây là 50 cái cây nguyệt quế chiết cành, còn đây là 50 cây nguyệt quế gieo hạt. Hình ảnh các bạn đang nhìn là hình ảnh thực tế của các cây khi các bạn mua nhà mình sẽ gửi cho các bạn. Đây là những cây nguyệt quế chiết cành. Sau khi mà ra rễ xong thì nhà mình cho vào xuống bầu và chôn xuống dưới đất để trồng ươm nó lên ạ. Các cái cây bây giờ thì nó khá cao ạ. 1 2 3. Nó cao khoảng tầm 50 cm nhé bạn nhé. Còn đây là những cây nguyệt quế mà gieo hạt ạ. 1 2 cao khoảng tầm 40 hơn 40 cm. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây giống cây nguyệt quế chiết cành và nguyệt quế gieo hạt ạ, thì vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhé. Hàng này thì vận chuyển toàn quốc đảm bảo bạn ạ. Cái cây này nó rất là khỏe luôn ạ. Các bạn có thể gọi điện đặt hàng hoặc là có thể đặt hàng trực tiếp tại website nhà mình là www.hulatrees.com. Ngoài ra nữa thì nhà mình có bán cả các cái cây này trên các gian hàng trang thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki và Sen Đỏ bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.